Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube và podcast Ngô Công Trường Official. Đây là nơi chia sẻ những thông tin của tiến sĩ Ngô Công Trường, là một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Huấn luyện Hoa Kỳ. Tiến sĩ Ngô Công Trường là chuyên gia tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu với hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp và 10.000 doanh nhân doanh chủ tại Việt Nam và trên toàn cầu, là diễn giả của nhiều diễn đàn lớn trong nước và quốc tế và tác giả của các cuốn sách như Kiến Giúp Voi, Khởi nghiệp Thông minh Startup, Hành trình Khởi nghiệp. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề tối ưu hóa vận hành dành cho doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, Making Million US Dollar in US, giúp cho doanh nghiệp kiếm triệu đô tại Mỹ. Và tôi tin rằng đây là một cái chủ đề không chỉ rất là hữu ích về mặt quản trị mà nó có lẽ là một cái chủ đề gần như duy nhất cho đến thời điểm hiện tại dành cho các doanh nghiệp của người Việt Nam tại Mỹ. Dạ vâng, xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường ạ. Xin chào bạn Diễm, xin chào tất cả quý vị. Rất là vui khi được có dịp chia sẻ với lại bạn Diễm và tất cả các quý vị, đặc biệt là chủ đề về doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Và hiện nay Trường đang sinh sống tại Mỹ nữa. Thành ra chúng ta sẽ có rất nhiều cái trải nghiệm, rất nhiều câu chuyện thực tế có thể chia sẻ với quý vị. Và hy vọng chương trình này sẽ giúp cho quý vị phát triển được doanh nghiệp của mình. Em cũng rất là vui khi gặp lại tiến sĩ ngày hôm nay, bởi vì là được nghe những sự chia sẻ, được trao đổi, chia sẻ mang được rất là nhiều thông tin hữu ích cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Và mới đây á, thì em có đọc được một cái thông tin ở báo Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy là tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 6 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 1981. Và cũng theo báo cáo này thì so với tháng 5 2022 thì chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 1,3% trong tháng 6, là lý do là bởi vì giá xăng dầu tăng cao kỷ lục và cuộc chiến tranh tại Ukraine cũng đã đẩy cái giá năng lượng và giá lương thực toàn cầu lên cao. Thì cái số liệu này cho thấy được là người dân Mỹ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong đời sống và chi tiêu bởi vì là giá cả leo thang, và cái yếu tố mà giảm sức mua của các khách hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và đặc biệt là trong đó các cái doanh nghiệp người Việt Nam tại Mỹ. Vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay á, thì chính là lúc mà các doanh nghiệp cũng cần củng cố lại cái bộ máy vận hành, làm sao để mà việc vận hành được tối ưu để tạo ra những cái động lực tăng trưởng và phát triển về sau. Thì cái câu hỏi đầu tiên em xin phép đặt cho tiến sĩ Ngô Công Trường của chúng ta là tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp là gì và tại sao nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ trong giai đoạn hiện nay ạ? Được rồi, cảm ơn Diễm. Diễm đặt một câu hỏi rất là thời sự và rất là nóng hiện nay. Nóng hiện nay là nóng về mặt bản chất, về vật lý luôn đó, tức là thời tiết hiện nay ở Mỹ rất là nóng và tất cả mọi nơi trên thế giới rất là nóng luôn. Thứ hai là nóng ở đây là Mỹ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và cái lạm phát ở đây là cao nhất trong lịch sử và tất cả mọi thứ đều gia tăng, đặc biệt là sau bối cảnh Covid thì tất cả mọi người đều cần tối ưu hóa doanh nghiệp. Thì tối ưu hóa trước đây mọi người có thể quen với cái khái niệm là tái cấu trúc doanh nghiệp, nhưng mà tối ưu hóa từ optimize hoặc là optimization, đó chính là hoạt động mà chúng ta làm liên tục, tức là nếu chúng ta chưa tốt thì chúng ta làm sao cho tốt hơn. Thứ hai là nếu chúng ta đang gặp sự cố thì chúng ta làm sao giải quyết nó và làm sao cho doanh nghiệp chúng ta phát triển bền vững. Thì tối ưu hóa doanh nghiệp đó chính là chúng ta làm sao cho doanh nghiệp mình đã tinh gọn này, hoạt động hiệu quả này, mang lại chi phí hoạt động thấp nhất có thể, tối ưu hóa tất cả những cái lãng phí cũng như là những cái tổn thất trong doanh nghiệp. Thứ hai là sử dụng nhân lực nó phải phù hợp, làm sao mình tối ưu các nguồn nhân lực tốt nhất có thể. Thứ ba là mình xây dựng được những cái hệ thống quy trình tốt trong công ty. Thì đây là những cái điều mà các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ mình có thể hoàn toàn áp dụng được. Tại vì theo quan sát của Trường thì Trường thấy là các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì chúng ta rất là ít khi đào tạo cho nhân viên. Có thể chúng ta gặp những rất khó khăn về rào cản về mặt ngôn ngữ, hay là chúng ta có cái khó khăn về mặt là chi phí, hay là chúng ta có thể là chưa có cái tư duy để gửi nhân viên đi học luôn, hay là chưa đào tạo. Thứ hai là chúng ta chưa có những cái phần về thiết lập hệ thống quy trình trong doanh nghiệp. Có thể trước giờ chúng ta làm việc đó nó quen, hay là chúng ta vẫn có thể kiếm tiền được, chúng ta chưa để ý việc này. Thành ra khi chúng ta mở rộng ra, nhân rộng ra, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề. Thành ra tối ưu hóa đó chính là làm sao doanh nghiệp làm nhanh hơn, hiệu quả hơn và tính gọn hơn. Đó là những cái khái niệm rất là đơn giản cho bối cảnh các doanh nghiệp hiện nay. Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Là các chị mình nhớ một số cái từ ngữ mà gọi là từ key ha. Cố gắng mình làm sao để cho làm tốt hơn, đã tốt rồi thì cố gắng làm cho tốt hơn, có những cái nhân sự phù hợp, môi trường tốt trong công ty, làm sao để giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp chúng ta. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Và thì chúng ta cũng hay nghe nói là khi mà gặp những cái vấn đề và thay đổi về môi trường kinh doanh đó, thì sẽ gặp rất là khó khăn. Vậy thì khi khách hàng cũng sẽ thay đổi luôn cái thói quen về tiêu dùng. Vậy thì ở đây doanh nghiệp cần xem xét và điều chỉnh lại chiến lược của doanh nghiệp. Có một cái câu hỏi đặt ra là trong cái bối cảnh đang khó khăn như hiện tại trong cái thị trường Mỹ hiện nay á, thì các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có nên xem xét lại là về chiến lược hay là mình thực hiện ngay về tối ưu hóa vận hành luôn ạ? Cái việc mà tối ưu hóa vận hành đó là về tổng thể. Thì nếu mà chúng ta hiểu đúng, phải hiểu từ thượng tầng tới hạ tầng. Tức là đầu tiên chúng ta phải thay đổi về cái tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi. Thì đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tại Mỹ á, là chúng ta là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp SME. Rất ít doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ hiện nay là doanh nghiệp lớn. Có chứ không phải là không, nhưng mà rất là ít. Thành ra chúng ta khi chúng ta nghe nói về tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi, chúng ta nghe có vẻ là nó đào tạo mua lớn quá. Tuy nhiên đây là cái điều rất là thực tế, rất là hiển nhiên. Chúng ta thay đổi cái tầm nhìn
thì cái cách chúng ta làm nó thay đổi được. Sau đó xong việc khi chúng ta thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi xong thì chúng ta sẽ thay đổi về cái mô hình kinh doanh. Cái từ thay đổi này chúng ta có thể hiểu là chúng ta có thể rà soát, điều chỉnh. Chúng ta làm tốt là chúng ta sẽ confirm, xác nhận và làm tiếp. Chúng ta làm chưa tốt thì chúng ta điều chỉnh. Thứ hai là sau khi mà rà soát được cái mô hình kinh doanh rồi thì chúng ta mới tới phần chiến lược. Và sau khi chiến lược xong thì chúng ta mới đi vào cái phần hệ thống và quy trình. Thì khi hệ thống quy trình xong thì chúng ta mới đi vào phần vận hành. Như vậy thì khi một doanh nghiệp, nếu mà chúng ta nghĩ tới việc là chúng ta thay đổi chiến lược để sức bình tĩnh, tại vì trước đó chúng ta cần phải thay đổi hai thứ. Thì như Trường nói là một là cái bộ VMC, là bộ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, hai là bộ về mô hình kinh doanh. Thì khi chúng ta điều chỉnh hai việc này xong rồi, chúng ta điều chỉnh cái phần về chiến lược nó mới hiệu quả được. Cảm ơn tiến sĩ. Có nghĩa là mình sẽ cần phải gọi là mình đi từ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, sau đó là mình sẽ điều chỉnh về mô hình kinh doanh, rồi mình mới xây dựng chiến lược, và tiếp theo là hệ thống quy trình và vận hành. Đúng rồi, đó là một cái cấu trúc rất là cơ bản về mặt tối ưu hóa, và không phải là doanh nghiệp nào cũng hiểu được như vậy. Còn cái điểm mà tệ nhất là chúng ta rơi vào cái sai lầm là chúng ta hay vào can thiệp quá trình về vận hành, hay là chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về vận hành. Và khi chúng ta can thiệp vấn đề về vận hành thì suốt ngày chúng ta đi chữa cháy. Và Trường thấy là khi mà quan sát các doanh nghiệp Việt Nam ở Mỹ thì đa số các doanh nghiệp bị vấn đề về vận hành. Và nếu mà chúng ta so sánh cơ bản giữa doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ so với là các doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ, hay là các doanh nghiệp ở các quốc gia khác tại Mỹ, còn nếu mà so sánh doanh nghiệp Mỹ tại Mỹ thì chúng ta thấy là cái vấn đề vận hành này chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện. Điều này nói lên không phải là mình chỉ trích, nhưng mà mình muốn có một cái cơ hội để cải thiện và các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ làm tốt hơn. Và nếu các chị cải thiện được việc này hoàn toàn trong tầm tay của mình thì mình hoàn toàn có thể nâng tầm được doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ lên. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta không chỉ có các doanh nghiệp làm nhỏ lẻ, làm đơn lẻ, mà chúng ta có thể có những cái công ty Việt Nam tại Mỹ trong thời gian sắp tới, có thể là trong 10 năm tới. Chúng ta sẽ có những công ty Việt Nam tại Mỹ lớn mạnh nhưng mà hùng mạnh, và chúng ta hoàn toàn có thể là tự hào về những việc đó. Và chúng ta không chỉ là có một hai công ty lớn như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể có vài chục công ty. Và chúng ta phải làm sao cho người Mỹ, người ta phải làm thuê cho chính người Việt của mình, đúng không? Thì đó là cái điều mà chúng ta thay đổi hoàn toàn về mặt tư duy cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Cảm ơn tiến sĩ ạ. Thưa tiến sĩ, thì theo em được biết á, thì rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ là cái quy mô là chưa lớn. Vậy thì có thể gọi là SME. Vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ cung cấp những cái sản phẩm và dịch vụ khá là đơn giản như là nail, lash, là nhà hàng, thương mại quy mô nhỏ hoặc là môi giới bất động sản. Tuy nhiên thì với cái đặc thù của thị trường Mỹ á, thì nhân sự rất là đắt đỏ nè, vị trí địa lý rộng lớn, khách hàng cũng rất là đa dạng, và đặc thù ngành nghề của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ như em vừa nói. Vậy thì đâu là những cái lợi ích và kết quả ngắn hạn mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ kỳ vọng đạt được khi mà mình áp dụng ngay về cái phần mà tối ưu hóa doanh nghiệp ạ? Cảm ơn câu hỏi của Diễm. Câu hỏi này của Diễm chứng tỏ là Diễm quan sát rất nhiều của doanh nghiệp Việt Nam, đúng không? Tại vì đọc ra hầu hết các ngành nghề chính của các anh chị chủ doanh nhân doanh nghiệp ở bên Mỹ này đang làm. Thực ra là doanh nghiệp nào lớn thì cũng bắt đầu từ nhỏ cả. Thành ra cái việc mà doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta không nên quá tự ti. Tuy nhiên chúng ta cần biết là chúng ta đang ở đâu. Và đặc biệt là như Diễm nói là ở Mỹ thì cái địa lý rộng lớn, đúng không? Thứ hai là cái giá cả về nhân công, cái gì mà liên quan tới nhân lực đều mắc. Thành ra cái việc đầu tiên trong tối ưu hóa vận hành đó là chúng ta làm sao để giảm được cái sự phụ thuộc vào nhân lực. Thay vì ví dụ như là một cửa hàng của mình, cho dù là cửa hàng nail, cửa hàng lash hay là nhà hàng khách sạn, thì chúng ta sử dụng ví dụ như Trường, ví dụ là mình đang sử dụng 5 người, thì làm sao cũng với cái công việc đó, cùng với số lượng công việc đó, cùng với khối lượng đó, mình còn sử dụng có 3 người thôi, và 2 người còn lại thì mình có thể tối ưu hóa bằng việc hệ thống quy trình, hoặc là việc chuẩn hóa, hoặc là việc mình sử dụng là chuyển đổi số, automation, tự động hóa. Thì tất cả những việc này nó rơi vào việc là tối ưu hóa. Tuy nhiên là chúng ta đừng có bị nhầm lẫn với việc là giảm người và chúng ta giảm được hiệu quả. Giảm người nhưng mà hiệu quả nó tăng lên, và sau đó là cái niềm vui trong công việc nó tăng lên, văn hóa doanh nghiệp nó tăng lên, và tất cả mọi người đều happy và nhận lương cao hơn. Đó chính là cái việc mình đi làm tối ưu hóa. Và chúng ta thấy là hiện nay đâu đó trong một số doanh nghiệp, ngay cả khi ví dụ như mình đi vào một cái nhà hàng ở quận Cam, thì ngay cả ông chủ cũng đi làm phục vụ luôn. Ông chủ cũng đi bưng bàn, bưng ghế, rồi bưng phở, rồi đi quét rác, rồi đi phục vụ luôn, đi tính tiền luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là như vậy thực ra mình đang làm thuê chính mình chứ không phải là mình đang làm chủ. Và tới lúc này mình phải tư duy lại về cái phần hệ thống quy trình này. Và rất nhiều anh chị than rằng là mình quản lý nhân sự khó quá. Thì lúc này mình sẽ quay về lại mình đã tối ưu hóa chưa, anh đã áp dụng cái công cụ này chưa, hay là có một việc rất đơn giản thôi là mình đi ăn ở rất nhiều nhà hàng Việt Nam tại Mỹ này, thì có rất nhiều nơi không có wifi, và đây là một cái điều là rất là cơ bản, được mà nhu cầu có wifi là nhu cầu rất cơ bản. Thì rất nhiều chủ doanh nghiệp mình không nhận thức được cái việc là có wifi là điều rất sức hiển nhiên, và nó thực ra nó không tốn chi phí gì cho doanh nghiệp cả. Mà nếu mình ứng dụng về mặt wifi marketing chẳng hạn, mình còn có được cái dữ liệu, có được data người dùng nữa, và sau đó mình dùng tán quảng cáo lại, thậm chí là mình biết là chỗ nào người ta ngồi nhiều, người ta ăn nhiều, người ta order món nhiều, người ta đi lại nhiều, thì đó là rất nhiều cái. Thì thực ra chia sẻ là bên cạnh các doanh nghiệp Việt Nam như vậy thì các doanh nghiệp Trung Quốc người ta đã ứng dụng rất lâu rồi. Thứ hai là các doanh nghiệp Mỹ tại Mỹ thì người ta làm rất tốt rồi. Thành ra cái việc tối ưu hóa này nó không chỉ là dừng lại vấn đề về nhân sự, nó còn dừng lại vấn đề tối ưu hóa toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp tại Mỹ. Và các anh chị tại Việt Nam tại Mỹ thì thấy rằng là chỗ mình nhỏ quá, chỗ mình không cần phải tối ưu đâu. Thì thật ra bản chất là ai cũng cần tối ưu cả. Mà làm sao mình làm nó cực kỳ tinh gọn từ những việc nhỏ nhất. Và sau khi mình có một cái chuỗi, ví dụ như là 10 cái hàng nail, 10 cái hàng lash, hay 10 cái nhà hàng, 10 cái tiệm ăn, thì chúng ta mới có thể nhân rộng lên được. Và khi nhân rộng như vậy thì chúng ta mới thấy là cái hoạt động của mình nó thực sự hiệu quả. Cảm ơn tiến sĩ ạ.
Như vậy là mình sẽ cần phải tối ưu về mặt con người. Ở đây cái thị trường cũng cho em thấy rõ được là không phải là những doanh nghiệp nhỏ thì mình không cần làm tối ưu hóa vận hành, mà là mình nên làm đúng ngay từ đầu để mà sau đó mình có thể nhân rộng ra thành những cái chuỗi mới và nó sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp của mình. Vậy thì để mà có thể hình dung và dễ hiểu hơn và các việc mà áp dụng và tối ưu hóa vận hành trong doanh nghiệp đó, thì tiến sĩ có thể giúp em chia sẻ một số câu chuyện thành công của doanh nghiệp sau khi đã thay đổi về tư duy và áp dụng tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp được không ạ? Cái kết quả mà đơn giản nhất đó chính là họ tăng trưởng lợi nhuận. Có rất nhiều doanh nghiệp khi mà tới với là Trumpreneur thì ban đầu họ lợi nhuận rất là khiêm tốn, thì sau đó họ có thể tăng trưởng thậm chí lên gấp 5 gấp 10 lần lợi nhuận. Thứ hai là họ có những cái công ty doanh thu đột phá, ví dụ như ban đầu họ doanh thu họ đặt mục tiêu là năm này là 5.000 tỷ, nhưng sau khi làm với Trumpreneur trong vòng 2 đến 3 năm thì doanh thu họ có thể tăng tới 20 đến 30 ngàn tỷ. Mà rất nhiều câu chuyện thành công các anh chị có thể tham khảo trên website của Trumpreneur. Có nhiều công ty thành công lớn tại Việt Nam, như các công ty lớn Việt Nam như là Vingroup, Viettel, Cotech Công, Đại Dũng, hay là các công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như là Coca, Pepsi, Nestle, Samsung, rất nhiều công ty khác nhau. Thì ngay cả các công ty tại Mỹ lớn, công ty đa quốc gia thì người ta cũng là khách hàng của Sean Business, người ta có sự tăng trưởng. Tiếp theo là khi cái việc mà các doanh chủ, doanh nhân thì nói với Trường là sau khi làm tối ưu hóa xong, mình thấy mình có thời gian rảnh hơn. Mà lúc này thực sự là đi giải phóng cái sức lãnh đạo của doanh nghiệp. Tức là giải phóng ở đây là giải phóng lãnh đạo luôn. Lãnh đạo có thời gian làm nhiều việc khác hơn, làm nhiều việc quan trọng hơn và nghĩ chuyện lớn hơn. Thay vì suốt ngày sa đà vào cái chuyện mà mình đi giải quyết những vấn đề hiện tại của doanh nghiệp, thì đó là một số cái ví dụ rất điển hình khi chúng ta làm về tối ưu hóa. Thành ra nếu mà đơn giản nhất ha, nếu mà doanh nghiệp của anh chị hay là chính doanh chủ hay doanh nhân mà chúng ta gặp những vấn đề sau đây thì chúng ta phải nghĩ ngay về tối ưu hóa. Ví dụ chúng ta là làm cắm mặt ở Mỹ, người ta làm từ 9 to 5 tức là 9 giờ tới 5 giờ chiều, nhưng mình làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối mà vẫn chưa hết việc, chứng tỏ là lúc đó chúng ta thấy là chúng ta cần phải tối ưu hóa. Thứ hai là chúng ta đang lệ thuộc quá nhiều về nhân sự hay là chi phí chúng ta quá cao, chúng ta làm rất nhiều. Nhưng mà có một số doanh nghiệp tại Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với Trường là: Trường ơi, bây giờ anh không làm nữa. Mình mới hỏi sao kỳ vậy anh? Anh nói là bây giờ anh càng làm càng lỗ. Tức là làm một container thì lỗ 2.000 đô mà làm tiếp đã lỗ tiếp. Đúng không? Thành ra anh không làm nữa. Thành ra đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là người của mình bắt đầu nó có vấn đề rồi. Và chúng ta cần phải làm công tác tối ưu hóa càng nhanh càng tốt. Dạ, em cảm ơn tiến sĩ ạ. Vậy thì kết quả mang về cho doanh nghiệp rất là hay là tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu đột phá. Đây là một trong những điểm mà em nghĩ là tất cả các doanh nghiệp nào cũng quan tâm, và đặc biệt trong thời điểm khó khăn hiện tại thì các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ cũng nên quan tâm đến những cái kết quả mang về những cái thắng lợi như thế này mà mình nên làm những cái tối ưu hóa để cho doanh nghiệp mình. Dạ, cảm ơn câu chuyện và chia sẻ từ tiến sĩ của công trường. Và em có thể hình dung được rằng là cái việc mà áp dụng cái tư duy về tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp sẽ cần rất là nhiều sự đầu tư, đúng không ạ? Và ít nhất thì cũng sẽ là thời gian bỏ ra để đào tạo đội ngũ nè, xây dựng cái công cụ và quản trị. Và có thể là với một doanh nghiệp có quy mô lớn thì sẽ cần thêm những cái chi phí như là mua những cái hệ thống và quản trị chẳng hạn. Vậy thì như thế thì đối với doanh nghiệp của người Việt tại Mỹ, trong thời điểm nào là thời điểm doanh nghiệp nên thực hiện tối ưu hóa vận hành để nó phù hợp với cái chi phí mà mang về những lợi ích cho doanh nghiệp ạ? À, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này có thể chia thành một số cái câu trả lời như sau. Đầu tiên là về mang tính thời điểm á, thì thời điểm ở đây được hiểu là đầu tiên là nếu mà chúng ta tối ưu hóa vận hành từ lúc mà mới thành lập doanh nghiệp càng sớm càng tốt thì rất là tuyệt vời. Thời điểm số 2 tuyệt vời hơn đó chính là ngay thời điểm này, ngay lúc bây giờ. Dạ, đó là làm ngay bây giờ luôn để mang được những cái lợi ích cho doanh nghiệp ạ. Và thông tin số 2 đó chính là về mặt chi phí. Thì ra quyết định tối ưu hóa doanh nghiệp á, nó sẽ thể tốn rất nhiều tiền hoặc là có thể tốn rất ít tiền tùy vào doanh nghiệp. Ban đầu á, nếu mà chúng ta không có quá nhiều tiền thì chúng ta sẽ làm tối ưu hóa chi phí trong cái lúc mà chúng ta có thể liệu cơm gấp mắm. Tức là chúng ta có thể làm một số cái việc trong phạm vi mà chúng ta đang cần thiết trước, sau đó chúng ta sẽ ứng dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ và làm cái việc khác nó tính sau. Tuy nhiên là cái phần ứng dụng phần mềm công nghệ này, Trường có gặp một số doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ á, thì Trường thấy là có một số doanh nghiệp mình cứ hay bị ám ảnh về cái việc là mua một cái phần mềm rất là mất tiền, rất là nhiều tiền, và sau đó mình tin tưởng là phần mềm có thể giúp cho mình cải tiến được doanh nghiệp. Và rất nhiều công ty mất cả triệu đô cho việc này, mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta làm tối ưu hóa, chúng ta làm tốt phần hệ thống quy trình, chúng ta có thể tiết kiệm tới 80% cái chi phí về chuyển đổi số. Thành ra cái câu hỏi của Diễm rất là hay là về mặt chi phí. Thật ra bản chất chi phí nó không phải là rào cản, mà chúng ta đừng bao giờ để chi phí nó chính là cái rào cản thì chúng ta thực hiện tối ưu hóa doanh nghiệp, và chúng ta có thể bắt đầu được ngay. À, dạ, cảm ơn sự chia sẻ tiến sĩ là chúng ta cần tối ưu hóa chi phí và chúng ta không cần phải là một lần là mình làm tất cả cho doanh nghiệp của mình, mà mình có thể đi theo từng giai đoạn, đi theo từng bộ phận để mình có thể làm tối ưu hơn trong thời điểm hiện tại. Có một cái câu hỏi nữa là em biết có nên hỏi hay không, bởi vì nó cũng không có liên quan lắm, nhưng mà em cũng xin phép hỏi tiến sĩ để có thể cho các cái anh chị cũng như các khách mời bên Mỹ ta hiểu rõ hơn và có những thêm những cái tri thức. Tức là việc mà sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam khi mà xâm nhập vào những cái đối tác, những cái chuỗi lớn tại Mỹ như là Walmart nè, Costco thì họ rất là hạn chế. Thì theo số liệu của em cho thấy là hàng Việt Nam chỉ chiếm khoảng tầm 5%, còn lại là các doanh nghiệp nước ngoài mở các nhà máy gia công tại Việt Nam thì chiếm khoảng tầm 95%. Câu hỏi của em là vậy thì nếu như mà ôi và hoặc là tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp, vậy có liên quan gì hoặc là giúp
cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có thể bơi ra biển lớn và mình có thể xâm nhập vào các chuỗi lớn tại Mỹ hay không ạ? Câu này của Diệp rất là hay, và câu này mình trước khi mình trả lời mình sẽ đính chính tí xíu về hai thông tin. Thứ nhất là câu hỏi này không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, mà câu hỏi này hoàn toàn có thể dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đang ở Việt Nam nhưng muốn xâm nhập vào thị trường Mỹ. Tức là có yếu tố Mỹ nhưng mà đang ở Việt Nam vẫn ok. Như vậy câu hỏi này có thể áp dụng được cho cả hai. Cái số 2 là cái số 5% của Diễm nó khá là khiêm tốn đấy. Thực ra là bản chất là các hàng Việt Nam tại các siêu thị lớn như là Walmart, Costco hay Target thì thậm chí là dưới 5% kìa, chứ không phải được 5% đâu. Số rất là ít, và cái số đó chưa bùng bằng cái số như thế này nè. Không biết là Diễm và các anh chị có biết không là bên Mỹ nó có rất nhiều chợ Việt Nam. Không biết là em có biết việc này, nhiều chợ Việt Nam luôn nha. Dạ, em có nghe việc này ạ. Thì rất nhiều chợ Việt Nam, thì trong đó mình nghĩ là chợ Việt Nam thì phải bán hàng Việt Nam đúng không? Nhưng mà vào chợ Việt Nam thì lại đa số hàng là hàng từ Thái Lan, hàng từ Trung Quốc, hàng từ Ấn Độ, hàng từ Sri Lanka, hàng từ Bangladesh, và đã rất nhiều cái hàng đó là đang sản xuất tại Mỹ bởi các ông chủ người Thái Lan, bởi các ông chủ người Trung Quốc chứ không phải là ông chủ người Việt Nam. Nhưng trên bao bì đó toàn tiếng Việt không, ví dụ như là chai tương ớt cũng tiếng Việt, gói phở cũng tiếng Việt, từ bột nêm gia vị tất cả mọi thứ, cà phê cũng tiếng Việt hết, tất cả mọi thứ tiếng Việt hết, nhưng không phải người Việt làm ra. Thì không biết là Diễm nghe xong thấy vui hay buồn. Tức là thấy buồn đó anh. Bởi vì mình cũng rất là muốn là cái những cái sản phẩm từ Việt Nam mình cũng thể vươn ra được, mình phổ biến rất là rộng cho ở bên cái cộng đồng Việt Nam tại Mỹ à. Đúng rồi, đó là thể hiện một cái vấn đề là chúng ta có rất nhiều cái vấn đề, và nếu mà chúng ta có niềm tự hào dân tộc và chúng ta thấy một là chúng ta phải làm được việc này, tại vì tiếng Việt nó phải của người Việt đúng không, thứ hai các sản phẩm phở hay là tương ớt nước mắm nó phải của người Việt, thậm chí người ta để luôn nước mắm Phú Quốc mà mở ra không phải là cho nước mắm của Việt Nam. Rồi cái thứ hai là bên cạnh niềm tự hào dân tộc thì chúng ta thấy là cái cơ hội thị trường nó có, tại sao người Mỹ, người Trung Quốc, người Thái người ta làm cái sản phẩm của Việt Nam trong khi đó mình là không làm sản phẩm của Việt Nam, đó chính là cái cơ hội thị trường. Và cái thứ ba chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề. Thì ở đây cách làm nó sẽ như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ coi lại về mặt thương hiệu. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình không để ý về thương hiệu. Thứ hai là mình sẽ coi về mặt cách thức chúng ta làm ra một cái sản phẩm. Và thứ ba là chúng ta phải làm sao để các sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Mỹ, đạt tiêu chuẩn lưu hành ở Mỹ. Và chúng ta thấy là rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình cứ loay hoay vào vấn đề sản xuất. Nhưng các doanh nghiệp hiện đại hiện nay người ta làm thì không nhất thiết người ta phải sản xuất. Người ta có thể đi OEM, ODM, người ta làm ra cái chai đó, dán vào thương hiệu đó, đúng không ạ? Và ta rất giỏi trong quá trình phân phối. Và quay về lại câu hỏi của Diễm là như vậy tối ưu hóa vận hành hay là OE, cái tắt của từ Operational Excellence, vận hành xuất sắc tối ưu, thì nó giúp được gì cho doanh nghiệp? Thì tất cả những câu chuyện mà nãy trường có nói thì ở đây John Partners hay là các đơn vị và tối ưu hóa vận hành, người ta sẽ giúp cho các anh chị. Thứ nhất, nếu các doanh nghiệp Việt Nam đang ở Việt Nam mà muốn vào thị trường Mỹ, hay các doanh nghiệp Việt Nam đang ở Mỹ, hay mình hay nói Mỹ, mình hay nói về Bắc Mỹ luôn, tên là Mỹ và Canada, thì các anh chị hoàn toàn có thể. Thứ nhất là các anh chị cần được tư vấn để xây dựng cái thương hiệu, cần được tư vấn để xây dựng mô hình kinh doanh, cần được tư vấn để có những cái chứng nhận để vào thị trường Mỹ, ví dụ là USDA, USFDA, chứng nhận về organic, chứng nhận về HACCP, chứng nhận về halal kosher, rất nhiều chứng nhận khác nhau. Và nếu mà trường nói những cái chứng nhận đó mà các anh chị chưa có hoặc chưa biết thì các anh chị hầu như không thể bán được ở Mỹ. Và thứ hai là chúng ta phải có cái người am hiểu địa phương ở đây, hiểu được cái cách đưa vào thị trường phân phối. Và mỗi khâu như vậy trong chuỗi cung ứng nó có rất nhiều cái người làm khác nhau, và người Việt Nam mà rất ít khi mình hiểu những việc này. Và khi mình thấy những câu chuyện này mình thấy ồ nó quá lớn, nhưng thật ra trường đang thấy là đó là một cơ hội rất lớn của Việt Nam. Tại vì không ai bán đồ Việt Nam giỏi bằng người Việt Nam cả. Thứ hai là không ai hiểu nước mắm bằng người Việt Nam cả, đúng không? Diễm có đồng ý không? Tức là chúng ta là người rất hiểu cái sản phẩm Việt Nam. Chúng ta sinh ra lớn lên từ đó và chúng ta hoàn toàn có thể kể một câu chuyện lồng và ghép vào nó, đúng không? Tại sao chúng ta không làm? Và cái điều rất đáng buồn là trong chợ Việt Nam mà không có sản phẩm Việt Nam, hoặc là rất ít sản phẩm Việt Nam, thì đó là điều rất đáng buồn. Chúng ta rủ nhau đi chợ Việt Nam nhưng ra mua về toàn là đồ của Thái Lan, đồ của Trung Quốc hết. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cơ hội rất lớn. Và nếu mà các chị là doanh nhân doanh chủ, thậm chí mình đang làm chuẩn bị start up tại bên Mỹ mà chúng ta muốn vào thị trường Mỹ đó, và chúng ta muốn là có dấu ấn của mình ở đây, thì câu chuyện tối ưu hóa vận hành hoàn toàn thể giúp được các anh chị. Và trong này có rất nhiều câu chuyện mà trường cảm giác tự hào, đó là mình đã từng làm và nó có mặt ở Mỹ và nó rất thành công. Ví dụ như là nước dừa Kokosim, biết là gì biết nước dừa Kokosim không? Dạ rồi, em có biết nước dừa này rất Nước là dừa ngon. Kokosim thì mình qua bên Mỹ mình đi các tiểu bang khác nhau, đi vào trong các siêu thị lớn nhỏ khác nhau, mình thấy nước dừa ở đây đó là niềm tự hào, tức là mình là cái người có dấu chân trong đó, mình mang nó qua Mỹ đúng không? Thì lúc bây giờ nó đang nằm ở Mỹ rồi, và mình thấy là ủa tại sao Kokosim qua được Mỹ trong khi đó rất nhiều cái sản phẩm khác Việt Nam không qua được Mỹ. Thì lúc đó là mình thấy là như vậy các anh chị cần được hỗ trợ, cần được tư vấn, thành ra chúng ta cần nâng cao tư duy như vậy. Thật ra câu hỏi này thực ra Diễm không phải là hỏi câu hỏi ngoài lề đâu, câu hỏi rất là quan trọng đó, dành cho một số anh chị đang ở Mỹ và một số anh chị đang Việt Nam tại Mỹ. Thì ra một thị trường khủng khiếp và Việt Nam đang có một số cái cơ hội, và đặc biệt là không biết là Diễm có biết không là bên Mỹ á, hiện nay người ta có một cái xu hướng tiêu dùng, thậm chí là xu hướng ăn uống là uống theo cái phong cách người Á Châu. Và Á Châu ở đây là có ba nơi người ta muốn ăn theo, một là Trung Quốc, hai là Việt Nam, ba là Thái Lan. Tức là người ta gọi là kitchen of the world, tức là cái nhà bếp của thế giới. Thì khi người ta muốn ăn đồ Việt Nam, ăn đồ Thái Lan, ăn đồ Trung Quốc thì người ta phải cần xài cái gia vị của những nước này thôi. Và gia vị của Thái Lan, gia vị Việt Nam và gia vị Trung Quốc thì nó ná như nhau. Thành ra mình hoàn toàn có thể làm được việc này. Và thị trường được khủng khiếp. Và nếu mà tính riêng thị trường người Việt Nam ở nước ngoài
thì mình có hơn 4 triệu người. Và nếu mình cung cấp cho 4 triệu người thì không là đủ đủ mạch rồi. Mỗi người một năm mua mình một chai nước mắm thì mình có được 4 triệu chai rồi. Nó rất là đơn giản thôi không? Và nếu một người một tháng mua một chai nước mắm thì thị trường của mình là 50 triệu chai nước mắm. Và chúng ta thấy thị trường rất là lớn. Và qua câu chuyện này, Trường cũng muốn chia sẻ lại với các anh chị về cái việc là mình thay đổi tư duy, mà thay đổi góc nhìn, và mình hoàn toàn có thể xâm chiếm vào thị trường như vậy. Dạ, sự chia sẻ của tiến sĩ Công Trường em thấy được là cái thị trường của cái doanh nghiệp Việt tại Mỹ rất rất là lớn luôn. Và hy vọng là sau cái phần chia sẻ này thì các anh chị cũng có tìm đến những cái cơ hội, nắm bắt được những cái cơ hội này để mình phổ biến những cái sản phẩm của người Việt Nam của mình ở tại cái cộng đồng người Mỹ. Cho em hỏi thêm là ở trong cái phần tối ưu hóa vận hành á, thì hay dùng những cái từ như là operational excellence, và trong đó là cái phương pháp luận, thì trong cái phương pháp luận này cũng sẽ có các cái trụ cột chính trong cái phương pháp luận VOE. Vậy thì em xin phép hỏi tiến sĩ một chút xíu là với những cái ngành nghề của các cái doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ như là nail nè, lash hoặc F&B hoặc là nhà hàng, thì mỗi ngành nghề nên tiếp cận các cái trụ cột nào của cái OE này trước, và họ nên bắt đầu từ đâu ạ? Cái trụ cột này mình không nên lựa chọn, tại vì nó đã xếp sẵn thứ tự với mình rồi. Đầu tiên là mình có trụ cột về lean, tức là doanh nghiệp tinh gọn. Tinh gọn là sao? Như mình nói nãy là làm sao doanh nghiệp mình sử dụng ít người mà hiệu quả cao nè, hệ thống của mình cực kỳ đơn giản nè. Hay là làm nail đơn giản là ví dụ như người ta tới, người ta thay vì trước đây người ta xếp hàng 10 phút thì bây giờ người ta tới xếp hàng 1 phút. Thậm chí là bây giờ làm nail làm lash thì không cần phải xếp hàng nữa, mình đặt qua app. Hay là bây giờ mình tới cái khâu làm nail làm lash xong rồi mình ra tính tiền, đợi thêm 10 phút nữa. Và tất cả mọi thứ đó mình đều có thể làm lean cho nó tinh gọn được. Rồi thứ hai là cái việc mà quản trị chất lượng hiệu quả. Tức là làm sao cái người làm nail làm lash hay người làm F&B nhà hàng, tất cả mọi người trong công ty của mình đều phải làm giống nhau. Mình phải có hệ thống quản trị chất lượng tốt hơn. Vì sao người ta sẵn sàng ăn những cái đồ ăn mắc tiền hơn mà người Việt của mình chưa có thể bán được? Tại vì trong đó có hệ thống quản trị chất lượng tốt hơn. Và người Mỹ thì người ta rất quan tâm tới hệ thống quản trị chất lượng. Trước khi ăn ngon thì phải ăn an toàn đấy. Đó là lý do vì sao mà ở Mỹ những tiêu chuẩn như là organic, những tiêu chuẩn sạch để hết sức bình thường. Ví dụ như anh hỏi thử Diễm nha. Diễm, bình thường ở Việt Nam mà em đi siêu thị em mua rau về em có rửa không? Có. Em rửa mấy lần? Ít nhất là phải 3 hoặc 4 lần. Đó 3, là những cái rau mà rau sạch. Dạ. Ừ, rau sạch mà rửa 3 4 lần thôi. Có lần nào rửa bằng muối nữa không? Dạ có, nước đầu tiên lúc nào còn phải ngâm muối. Ừ. Ở Mỹ này khi em mua bịch rau từ siêu thị về em không cần rửa, em ăn liền luôn. Trên bao bì người ta đã ghi là rau này đã được rửa rất sạch rồi và sẵn sàng để ăn. Mình lấy ra mình ăn luôn, ngay cả ăn cho em bé nha. Đó là rau nha. Thành ra đó là một cái tiêu chuẩn rất khác so với là bên này. Hay là bên này người ta có thể uống nước từ tap water, uống từ vòi luôn. Ở nhà mình phải có lọc. Thành ra nếu mà mình làm những tiêu chuẩn như vậy, nó đã cao như vậy rồi, thì đối với bên này những tiêu chuẩn an toàn như vậy bình thường. Anh không nói với những người kỹ nha. Những người kỹ mình mua về mình rửa thêm hay là mình mua gắn lọc thêm, đó là kỹ rồi. Còn người dân Mỹ bình thường người ta mua về nó sẵn sàng để ăn. Và mình rất là tự tin khi ăn những sản phẩm như vậy. Và khi mình so với cái giá thì nó không phải là quá cao. Đặc biệt là so với giá thì ở Việt Nam nè, đúng không? Ở Việt Nam mình ghi organic nhưng chưa chắc là organic. Nhưng ở đây organic chắc chắn là organic. Thành ra quay về lại, trong các nhà hàng của mình cũng vậy, cái phần mà tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm nó rất là quan trọng. Và nếu mà có một sự cố gì thì người chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị đi tù. Thành ra cái phần về cái công cụ về sáu sigma nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao. Ở đây được hiểu là làm sao nhân sự tốt, là tuyển dụng nhân sự được tốt. Anh ví dụ như một trường hợp là doanh nghiệp VinFast, mình mở cái VinFast US ở Mỹ, thì không biết là Diễm có biết cái thông tin là bốn lãnh đạo hàng đầu của VinFast US ở Mỹ người ta nghỉ việc cùng một lúc không? Thông tin này em chưa được tự động biết ạ. Thì các lãnh đạo của doanh nghiệp VinFast người ta nghỉ một lúc, tại vì người ta không thể làm được việc trong một cái môi trường làm việc như công ty Việt Nam. Như vậy mình phải làm sao mình có một cái môi trường mà các người Mỹ người ta làm được, là môi trường làm việc hiệu quả cao, đúng không? Tức là mình muốn tuyển người giỏi vào thì cái chỗ của mình nó phải giỏi. Chứ mà em mà có cái chỗ em nuôi cá mập á, thì em phải làm một cái biển, em không thể làm một cái hồ được. Cái hồ không nuôi được cá mập, đúng không? Thành ra cái hồ chỉ nuôi được cá lòng tong thôi. Thành ra là mình phải có cái môi trường làm việc hiệu quả cao như vậy. Và mình phải đào tạo huấn luyện nhân viên liên tục để cho người ta có thể làm được việc. Thì cái việc này hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam ở Mỹ rất là hiếm luôn. Và đặc biệt có một cái tâm lý, anh không biết là tâm lý này nó từ đâu ra, nhưng mà có một tâm lý là chủ doanh nghiệp rất sợ mất nghề. Mình sợ đào tạo, ví dụ tôi đào tạo cho cô Diễm xong cô Diễm đi ra có làm việc khác, hay là đào tạo cô Diễm xong là cô học một thời gian xong cô ra cạnh tranh với tôi, đúng không? Không biết là Diễm làm việc entrepreneur có được đào tạo nhiều không? Dạ, đào tạo mỗi ngày luôn á. Đào tạo mỗi ngày luôn, đúng không? Thành ra là đó là một cái cách mà chúng ta phải làm. Tại vì không đào tạo là người chủ doanh nghiệp phải làm tiếp, đúng không? Nhưng người ta bị sợ như vậy. Rồi, cái tiếp tục là trong cái mô hình, nó có mô hình về phân tích chuỗi giá trị. Là khi các anh chị ở đây mình làm thì ít khi mình nghĩ tới việc là mình làm lớn, đúng không? Hay là mình làm franchise mô hình ra, mà làm M&A, mình mua bán sáp nhập, thậm chí là mình lên sàn chứng khoán, mình là công ty niêm yết. Rất doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ đang nghĩ tới những chuyện đó. Và mỗi lần gặp câu chuyện về kêu gọi vốn, kêu gọi đầu tư, M&A thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí chúng ta sợ hãi khi nghĩ tới việc đó kìa. Thì lúc này chúng ta sẽ quay về lại, chúng ta sẽ thấy là đây là những cái công cụ chúng ta hoàn toàn áp dụng được. Cái tiếp theo là đổi mới sáng tạo các giá trị. Tức là các anh chị sẽ thấy là người Việt Nam làm bên này, như Diễm nói là làm những ngành rất là cơ bản. Mình nói câu này nó hơi khó chịu và đụng chạm, nhưng mà rất xin lỗi các anh chị.
mình phải nhìn nhận nó thực tế là hầu như người Việt Nam làm những ngành mà người Mỹ người ta không làm. Ví dụ như là mình đặt một câu hỏi là nếu mà người Mỹ người ta làm ngành nail thì không biết là doanh nghiệp Việt Nam sống bằng cách nào. Thành ra rất may mắn là người Mỹ người ta không làm nail hoặc là người ta chưa làm tới ngành nail. Chứ nếu mà ta làm tới ngành nail thì ta làm mình chết ngắt ngay. Thành ra là làm sao sắp tới mình phải làm những cái ngành mà người Mỹ người thậm chí người ta đang mạnh luôn và hoàn toàn làm được ở Mỹ. Thì cái này được gọi là phương pháp đổi mới sáng tạo cái gì mà mình rất là tự hào khi có một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở Mỹ đã làm một số sản phẩm để cạnh tranh ngang bằng với lại các doanh nghiệp ở Mỹ. Và trong đó các sản phẩm về công nghệ, về chuyển đổi số, về blockchain, về game đó, thì đó là những cái sản phẩm rất tự hào. Và cái cuối cùng đó chính là cái mà người Việt mình chắc chắn phải làm cho tất cả các ngành luôn tại doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, đó chính là trải nghiệm khách hàng. Ví dụ như anh nói hồi nãy về wifi là một ví dụ đúng không, đi vào phục vụ kém đúng không, đi vào là nồ nặc, mình hoàn toàn có thể mình tăng cái trải nghiệm khách hàng lên. Và trải nghiệm khách hàng này thì hiện nay là một số doanh nghiệp mình đang làm chính từ ông chủ luôn. Ví dụ như là ở phố Bô Sa có một cái quán hủ tiếu, ông chủ rất là dễ thương, lần nào anh tới anh cũng biết anh ăn cỡ 2 lần, thì một lần ông tặng đồ tráng miệng và ông rất nhớ là cái anh ăn cái gì và cách ăn như thế nào và có em bé và bộ cái ghế hai chair như thế nào. Thì ông đó làm anh rất là ấn tượng, nhưng có một cái việc là bữa nào mà không có ổng á là không ai chăm sóc anh hết. Đúng không? Không có ổng là không ai chăm sóc, mà có ổng thì rất là tuyệt vời. Và ổng nói say sưa về quán mì, và quán mì nó có cái nhà vệ sinh cực cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sạch. Nhưng mà cái vấn đề là không có ổng thì không ai làm việc đó. Thì chúng ta thấy là cái trải nghiệm khách hàng này nó chưa đồng bộ. Và anh cứ nói với anh là anh chỉ dám làm một cái quán mì thôi Trường ơi. Thì mình mới hỏi là vì sao như vậy? Tại nó là anh mở quán số 2 không có ai chăm hết, vì anh không có phân thân ra được hai quán. Thì đó là lúc mà chúng ta nghĩ tới việc tối ưu hóa. Chúng ta làm một quán mì số 2 không làm được thì làm sao mà làm được chục quán đúng không? Làm sao cho nó nhân rộng ra và làm sao mà mũ mày nước Mỹ có một quán mì được đúng không? Thì chúng ta thấy là đó là vấn đề. Anh cứ kể cho anh câu chuyện là vì sao cái lẩu Haidilao thì người ta làm cái lẩu đó ông chủ không cần biết nấu phở luôn, và ông chủ doanh số là cả tỷ đô la và làm rất nhiều quốc gia khác nhau mà ông còn không đi tới nữa. Có một số quốc gia mở tiệm lẩu ông còn không biết nằm ở đâu nữa mà nó vẫn rất là chuẩn mực. Thì đó là cái bài học của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ mình hoàn toàn có thể làm được. Và quay về lại câu chuyện tối ưu hóa là câu chuyện rất dài hạn. Thì nãy giờ đã đi qua 6 cái công cụ liên quan tới operational excellence và các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ hoàn toàn có thể ứng dụng được. Thì hy vọng là hôm nào chúng ta có thời gian nhiều hơn chúng ta sẽ nói từng công cụ cho các doanh nghiệp có thể áp dụng được. Cảm ơn tiến sĩ, thì em cũng phải bắt lại một số cái công cụ mà tiến sĩ cũng đã nói qua trong phần chia sẻ của mình. Tức là đầu tiên là mình sẽ làm tinh gọn, sau đó là ổn định chất lượng, xây dựng một cái môi trường làm việc hiệu quả cao, và đặc biệt là xây dựng những cái trải nghiệm khách hàng tốt, sáng tạo có giá trị và tối ưu những cái chuỗi giá trị của mình. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã chia sẻ cho các anh chị cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, thì theo em biết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ hiện nay chưa có nhiều cái cơ hội để tiếp cận dễ dàng các khóa học, mặc dù là biết rõ các khóa học này cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp của mình, thì những cái cách thức hoặc là những cái lựa chọn nào cho cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có thể tiếp thu được những cái tri thức về quản trị giống như dụ như là về OI, hoặc là tiến sĩ có thể gợi ý thêm những cái cộng đồng nào để cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ mình tham gia không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của Diễm. Thực ra câu hỏi đó là cũng là chính là cái nỗi trăn trở của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ đó, và cũng là cái mà Trường nhận thấy là các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ cần có một giải pháp khác. Tức là có thể là trước giờ một số anh chị chủ doanh nghiệp muốn gửi nhân viên mình đi đào tạo, tuy nhiên là đa số chương trình ở bên Mỹ thì bằng tiếng Anh, tại vì mình có thể là chưa thấy chương trình nào bên Mỹ là đào tạo bằng tiếng Việt cả. Có thể là chưa có chuyên gia người Việt hoặc là chương trình Việt Nam rất là ít, là chưa đủ nhu cầu để người ta có thể mở lớp. Thành ra khi mà gửi các anh chị học viên đi học bằng tiếng Anh đó, thì ngay cả chủ doanh nghiệp còn chưa rõ tiếng Anh nữa. Tức là tiếng Anh ở đây, tiếng Anh giao tiếp thì các chị có thể rất là giỏi, nhưng tiếng Anh học thuật đó, là đôi khi mình chưa rõ. Và mình giao tiếp thì ok, nhưng mình học cỡ tầm tiếng đồng hồ là mình nhức đầu. Thì đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ. Thứ hai là rào cản về mặt chi phí. Tức là khi mà đào tạo bên Mỹ thì thông thường chi phí rất là cao, và các chuyên gia hàng đầu bên Mỹ thì chi phí cực kỳ cao luôn. Thứ ba là rào cản về mặt thời gian, tức là khi mình làm về mình bận rộn quá mình không có đi học nữa, và nếu đi học offline thì thời gian nó để di chuyển rất là nhiều. Và thông thường ví dụ như là các anh chị ở nhiều bang khác nhau, và nước Mỹ thì rất là rộng đúng không, thành ra mình thật đi học rất là cực và không thể nào ví dụ mình đang ở Cali mình bay qua Texas hoặc là mình bay qua Florida mình học được. Thành ra hiện nay á, thì bên Trump Partners mình có những cái chương trình đào tạo online, là khi các anh chị ngồi ở đâu các chị học cũng được, và thời gian học rất là linh hoạt. Các anh chị sẽ học trong vòng các cái buổi bên cạnh giờ đi làm của anh chị, ví dụ như buổi tối, là nếu mà anh chị chủ doanh nghiệp thì sẽ học vào ban ngày. Thứ hai là chương trình được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Việt sẽ giúp cho các anh chị, và các chương trình này được may đo được làm sao để phù hợp nhất với các doanh nghiệp doanh chủ Việt Nam tại Mỹ, và đó là chính là cái giải pháp mà Show Business mang lại. Thành ra là rất hy vọng là sắp tới các anh chị doanh nhân doanh chủ Việt Nam tại Mỹ mà mình có nhu cầu nâng cao năng lực liên quan tới việc này thì chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận các chương trình của Show Business dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Cái này chia sẻ thêm tí là cái chương trình này không chỉ là áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, mà các chị doanh nghiệp Việt Nam tại Canada, tại Úc, tại châu Âu hoàn toàn có thể tham dự được. Tại vì các chương trình trước đây của Showbiz thì cũng có làm cho các cái cộng đồng doanh nghiệp ở các cái nước khác nhau. Thứ hai, các anh chị ở nước ngoài hoàn toàn có thể học với lại các chương trình ở Việt Nam. Tại vì nếu mà chương trình ở Việt Nam mà các anh chị sắp xếp được cái múi giờ, thì nếu múi giờ cũng rất là thuận lợi để học giờ sáng, giờ tối ở Việt Nam, thì tương tự như vậy đó cũng là giờ sáng, giờ tối bên Mỹ.
thì các anh chị hoàn toàn có thể tham gia học được. Và thứ ba là các anh chị đang ở Việt Nam, giống như mình nói hồi nãy, các anh chị đang ở Việt Nam muốn học giao lưu văn hóa Mỹ, muốn học về cách thức làm việc tại Mỹ và có cái network, có cái mối quan hệ các anh chị ở Mỹ, thì hoàn toàn có thể tham gia cái chương trình dành cho các anh chị doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Tóm lại là cái chương trình nó rất là phổ biến và nó giải quyết được rất nhiều cái vấn đề liên quan cho các anh chị với một cái mức chi phí rất là hợp lý, và các anh chị có thể cân nhắc việc này. À, dạ hay quá ạ. Nếu vậy thì các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có thể tiếp cận được các khóa học để hiểu hơn và có mang được về những cái chi thức cho doanh nghiệp của mình. À, vậy thưa tiến sĩ, thì đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, ngoài cái việc tham gia những cái khóa học để áp dụng cho doanh nghiệp của mình, thì doanh nghiệp còn có những cái lựa chọn nào khác để mình có thể chuyển mình nhanh chóng và hiệu quả hơn không ạ? Ví dụ như là mình đi thuê một cái đơn vị nào đó để về để đưa ra cái giải pháp cho doanh nghiệp của mình, hoặc là mình đi thuê một cái CEO, một cái giám đốc điều hành về để điều hành và mang những kiến thức về doanh nghiệp, thì theo tiến sĩ thì cái hai phương án này có được hay không, hoặc là có những cái phương án nào khác nữa thì tiến sĩ chia sẻ giúp ạ? Các phương án đó thì hoàn toàn có thể được. Thì bên cạnh cái việc mà chúng ta đi học thì chúng ta có thể là thuê chuyên gia về coaching cho doanh nghiệp của mình. Coaching được gọi là huấn luyện kèm cặp, hay là chúng ta thuê các công ty tư vấn. Các anh chị thuê coaching chuyên gia nào cũng được, thuê công ty tư vấn nào cũng được, không nhất thiết là trường hay là joint partners, để mà các anh chị thuê công ty nào cũng được, nhưng mà thuê công ty đúng đắn là được. Thì nếu mà các anh chị có được những chuyên gia, có những công ty tư vấn ở Mỹ mà nói được tiếng Việt thì rất thuận lợi cho các anh chị. Còn nếu không, các anh chị thuê công ty nước ngoài, công ty Mỹ, thì như được nói hồi nãy, nó sẽ gặp rào cản chi phí cao hơn và các cái khó khăn về ngôn ngữ nó sẽ khó hơn. Thì ngoài việc là các anh chị có thể dùng dịch vụ là coaching hoặc là tư vấn consulting, thì các anh chị có thể có một cái người chuyên gia đồng hành xuyên suốt với các anh chị, được gọi là giải pháp về thành viên hội đồng quản trị độc lập, gọi là IBOD. Còn nếu mà các anh chị cần người thì các anh chị có thể liên hệ với John Partners. John Partners có dịch vụ tuyển dụng lao động cấp cao, chúng tôi gọi là dịch vụ ESS, Executive Search and Selection. Các anh chị có thể tuyển dụng các vị trí như là CEO, COO, thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp được các anh chị trong quá trình tuyển dụng này. Thành ra nếu mà các anh chị có thể có những vấn đề liên quan thì các anh chị có thể nghĩ đến John Partners. Thì John Partners có thể là một cái đầu mối giải quyết tất cả giải pháp cho các anh chị ở theo dạng là one point contact, là one point solution, là một cái điểm mà các anh chị liên hệ thôi và các anh chị có thể có được giải pháp. Và nếu các anh chị cần mở rộng ra ở Mỹ, ở Canada, ở Úc hay ở Việt Nam thì chúng tôi đều có những cái văn phòng chi nhánh như vậy. Thì vì John Partners sẽ có hai văn phòng ở Mỹ, ở Houston và Ohio, có các chi nhánh văn phòng ở khắp Việt Nam, thành ra rất là tự tin có thể hỗ trợ các anh chị. Và chúng tôi đã hỗ trợ hơn 1.000 các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau ở Việt Nam và các công ty đa quốc gia trên thế giới, thành ra là rất là hiểu các anh chị. Và có một điểm rất thuận lợi như Trường nói là hiện nay Trường đang ở Mỹ, thành ra rất là dễ dàng để hỗ trợ các anh chị. Thì các anh chị có thể ở bất kỳ tiểu bang nào ở Mỹ, Trường hoàn toàn có thể bay tới trong một ngày thôi và chúng ta sẽ gặp nhau. Và Trường đang tương tác và hỗ trợ rất nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, và chúng ta thấy là tương tác như nào rất là hiệu quả. Thì bên cạnh các giải pháp về hỗ trợ các anh chị online thì Trường có thể hỗ trợ các anh chị trong hình thức là offline, và Trường rất hiểu các anh chị và trao đổi rất là dễ dàng. Thì đây là một cái điểm rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có thể làm việc với nhau trực tiếp tại Mỹ. Dạ, em cảm ơn cái sự chia sẻ của tiến sĩ và cái sự sẵn sàng khi mà tiến sĩ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Và có một cái câu hỏi mà em nghĩ là rất là nhiều các doanh chủ Việt Nam quan tâm, là khi ban đầu các doanh chủ sẽ bỏ ra một cái khoản chi phí đầu để đi học hoặc thậm chí là thuê chuyên gia tư vấn thì nó cũng sẽ là không có thấp. Vì vậy thì khi mà các anh chị học xong về hoặc các anh chị tư vấn mang về áp dụng cho doanh nghiệp của mình, thì cái hiệu quả mang lại nó có đáp ứng được hoặc là nó có bù vào được cái chi phí đầu vào đã bỏ ra hay không ạ? À, cái này thì rất nhiều doanh nghiệp đã trả lời câu hỏi này rồi. Thứ nhất là chúng ta hoàn toàn có thể có những khoản tiết kiệm hiệu quả từ cái việc là chúng ta đầu tư đi học hoặc là thuê chuyên gia tư vấn. Thứ hai là chúng ta có thể mang lại được lợi nhuận cao hơn, hiệu quả cao hơn và doanh thu cao hơn. Thì đây chính là những cái hiệu quả mang lại. Thì có rất nhiều doanh nghiệp mà mang lại hiệu quả đầu tư về chỉ số ROI, chỉ số Return on Investment là 300% tới 3.000% khi mà đầu tư. Và chúng ta phải có một cái niềm tin rất mãnh liệt là cái sự đầu tư vào việc học, sự đầu tư vào việc mặt tư vấn thì nó sẽ mang lại hiệu quả về mặt dài hạn. Đôi khi có những cái ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng chúng ta sẽ thấy là chúng ta đầu tư nhiều hơn, chúng ta sẽ mất thời gian nhiều hơn, nhưng cái hiệu quả về mặt 3 đến 5 năm nó rất là dài. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngủ ngon hơn, chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Và đó chính là cái hiệu quả mang lại dành cho các doanh nghiệp. Dạ, em cảm ơn cái phần chia sẻ từ tiến sĩ. Và có một câu hỏi cuối em dành cho tiến sĩ, đó là không biết là ở Mỹ thì mình có những cái cộng đồng doanh nghiệp, tức là những cộng đồng về doanh nhân, cộng đồng về các chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ không ạ? Bởi vì thì em biết thì các cộng đồng này ngoài cái việc hợp tác trong công việc thì cũng sẽ hỗ trợ cho nhau về việc đào tạo này, chia sẻ những kiến thức và có những cái hoạt động xã hội cùng nhau. Thì ra câu hỏi của bạn Diễm là không biết trả lời là vui hay buồn. Tại vì thực tế rằng là cái cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Mỹ hiện nay chưa có. Có thể là có một số cái nhóm nhỏ nhỏ thì có, những cộng đồng official thì chưa có. Nhưng mà rất tiếc là những cộng đồng doanh nhân của người Mỹ tại Mỹ, cộng đồng doanh nhân người Mỹ toàn cầu hay cộng đồng doanh nhân người Hoa tại Mỹ thì nó rất là phát triển. Và đó là do vì sao mà Trường đang ở Mỹ và Trường đang cố gắng là xây dựng những cộng đồng này. Thứ nhất là cộng đồng doanh nhân ở Mỹ để chúng ta có thể hỗ trợ với nhau. Doanh nhân người Việt ở Mỹ nha, thì chúng ta có thể kết nối hỗ trợ với nhau.
là chúng ta làm sao tăng cái tính đoàn kết lên, chúng ta có thể hỗ trợ tương tác được với nhau. Thứ hai là chúng ta có thể lập những hội nhóm mà chúng ta có thể giao lưu kết nối làm ăn được với nhau. Và chúng ta hay nói về network, là net nó phải work. Trường đang tổ chức những cái nhóm về tennis, những nhóm về đánh golf để chúng ta có thể chơi với nhau, hay là những nhóm chúng ta hội họp với nhau vào cuối tuần, chúng ta bàn với nhau về công việc, chia sẻ với nhau những cái khó khăn khi chúng ta có cuộc sống xa nhà. Nếu mà chúng ta đang ở đây thì chúng ta sẽ có những cái kết hợp với nhau, ví dụ như chúng ta bổ trợ với nhau. Thành ra là chúng ta sẽ bớt được cái việc là trước đây chúng ta cạnh tranh với nhau chẳng hạn, hay là cạnh tranh với nhau không tích cực, không lành mạnh hay nói xấu với nhau, thì cái hiệp hội doanh nhân này rất là tốt. Thì sắp tới khi mà có những thông tin chính thức chia sẻ rộng hơn tới các anh chị, thì các anh chị có thể đón chờ những cái cộng đồng như thế này, và các anh chị có thể gia nhập tùy vào cái tiểu bang mình đang sinh sống, là gia nhập vào tùy vào cái nội dung mình đang thấy phù hợp hay không. Mà rất là hy vọng là các anh chị có thể hỗ trợ chung tay lan tỏa cái cộng đồng này càng lớn mạnh hơn, và chúng ta sẽ có những cái viên gạch đầu tiên cho cộng đồng này. Và cái cộng đồng này chúng ta sẽ rất là hy vọng là sẽ lớn mạnh không thua gì cộng đồng người Trung Quốc ở đây, là chúng ta có thể hoàn toàn có thể trở thành một cái nhóm hỗ trợ với nhau một cách rất lành mạnh trong kinh doanh. Cảm ơn tiến sĩ. Hy vọng là sắp tới sẽ có thêm rất là nhiều cộng đồng để có thể cùng nhau giao lưu, cùng nhau hỗ trợ nhau cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Và câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối dành cho tiến sĩ rồi. Xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã dành thời gian cho cái chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn bạn Diễm rất nhiều, cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin hẹn gặp lại Diễm và quý vị trong các chương trình lần tới. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và nếu như các anh chị muốn tìm hiểu thêm những cái khóa học cũng như là những cái giải pháp có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ của các anh chị, thì chúng thể liên hệ đến website của Joint Partner hoặc fanpage của Joint Partner để Joint Partner có thể hỗ trợ và đồng hành cùng các anh chị. Và một lần nữa thì nếu như các anh chị cảm thấy những cái thông tin của chúng tôi chia sẻ bổ ích hoặc hữu ích, thì chúng ta có thể like, share và nhấn vào nút chuông thông báo để là người được xem đầu tiên những cái video của chúng tôi khi lên sóng. Chân thành cảm ơn các quý anh chị ạ. Cảm ơn Diễm nhiều nha. Xin chào nha. Nếu các anh chị thấy thông tin chia sẻ bổ ích và giúp ích được cho nhiều người khác, vui lòng bấm like, share hoặc nhấn vào nút chuông thông báo để là người đầu tiên được xem clip khi chúng tôi phát sóng. Chân thành cảm ơn quý anh chị.